Chào em. Chào anh. Xe mới về nhiều không em ơi? Chắc được 10 con đó mà bán hết mấy con rồi còn mấy con à? À vậy hả? À, mới về hả? Dạ. Bữa nay em báo giá hết đó, mấy con mới đồ luôn chứ? Rồi cũng được. Mới tủ rồi báo lại luôn đi. Ok. Rồi em đọc số điện thoại của em đi em ơi. Số điện thoại em là nông cơ Chí Linh. 0909259043. Rồi bạn nào mà có nhu cầu mà mua máy cày thì cứ gọi cho cửa hàng nông cơ Chí Linh, số điện thoại là 0909259043. Đây là thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đây là cổng của khu công nghiệp Long Khánh các bạn nha. Rồi bây giờ em báo giá giùm anh đi. Đầu tiên là con Isaki nè anh. Isaki CM19 nè. Con này có trợ lực á. Con này 69 triệu. Mấy? 69. 69 triệu. Có tay lái trợ lực CM19. Đời này rất là ngon em nha. Con này thì anh nghĩ chắc nó chưa chạy nhiều. Tại vì gai bánh trước rồi nó còn rất cao khoan để anh coi. Tại vì con này đẹp quá để anh quay. Con này chạy mới có 678 giờ. Yên ổn đồ yên hết luôn ha. Mùi trần đầy đủ ngon lành ha. Con này máy nổ êm lắm á. Êm ru. Mà mình đã nổ ok rồi chứ. Nổ ngon mà. Không. Cẳng lên làm hắn. Wow. Yes, để coi á. Cái này giao được còn mới can luôn ha. Mới 600 giờ mà. Đó. Giao dành tới còn mới can. Tắt máy điện luôn. Hỏi xong luôn. Rồi, tiếp. Con này cũng Isaki nè. 125. Lăng hóp. Con này cả sới luôn 37 triệu. Mấy? 37. Ồ, cả sới luôn 37, rẻ ha. Đúng rồi. Bao nhiêu ngựa em? Con này 12 ngựa. 12 ngựa rưỡi. Đất của niềm hy vọng. Lên hóp. Rồi tiếp, con này mới về. Con này dắt chạy cũng chưa bao nhiêu giờ. Con này chạy... Ủa sao đồng hồ nó sao đen thui vậy trời? Đồng hồ nó không biết sao nó đen vậy, em cũng chả biết. Khói nó lòn vô. Thôi chạy nó đi, bỏ đi. Không thấy đường thôi. B1502. Quá mới. Con này 55 triệu anh. Hàng hiếm à. Con này đầu đuôi sới luôn. Cả đuôi sới đâu luôn. Đổ bộ 55 triệu. 55 triệu có... chỉnh tờ ấy đồ mới quá. Bánh chưa xài nhiều hết. Rồi tiếp. Con này TU 1006 nè. TU 1006 này 52 triệu. Đã sới luôn 52 triệu. Đúng rồi, đó nguyên bộ đó. Sới nó lưỡi mới tinh. Cái lưỡi đó nó mới thay mới à? Không biết nữa, chắc chạy quá. Chứ đâu tinh. Mà mới dữ vậy không biết. Đúng rồi, chắc mới thay mới quá. Mới chạy cũng chưa bao nhiêu giờ. Rồi tiếp em. B40 nè. Con này mới về B40. B40 này đã sới luôn nha. Con này có sới luôn là 48 triệu. Có sới luôn 48 triệu. Có sới luôn, con này quá đẹp ha. Quá đẹp. 934 giờ. Máy coi đẹp không? Nguyên zin từ A đến Z ha. Rồi tiếp. Cái bộ sới của nó không? Mấy trang đó đúng không? Bộ sới nào anh? Sới con này nè. Bộ sới nó nằm ở trong rồi, em bỏ vô trong rồi. Dạ. Sới đó sới của GT3. Con này sẵn báo với anh em lại luôn, bữa có báo rồi nè. Nhưng mà giờ báo lại với anh em luôn. Đầu có đuôi sới luôn, con này 58 triệu nè. Mà có nhiều anh em kêu là bao ship á, thì em cũng nói luôn. Bây giờ biết anh em ở đâu mà kêu em đọc cái giá ship vô hôm đó được. Không, mình bán đâu bao giờ bao ship đâu. Ý có đâu nhiều đâu nhiều anh em điện thoại cứ kêu mình là cái giá đó là bắt mình phải ship luôn. Mà ship thì cả nước Việt Nam này bao ship, biết chỗ nào mà bao. Cho nên em báo giá này là giá tại cửa hàng thôi, anh em tham khảo cho nó dễ. Chứ đừng kêu là ai cũng báo giá tại cửa hàng chứ có bao giờ báo giá bao ship đâu. Cứ điện tới là kêu bao ship không mà kể cả Shopee nó cũng đâu bao ship đâu. Đúng không? B1004 nè. Con này đầu và đuôi sới luôn là 68 triệu nè. Tại vì con này nó có cái cầu xúc nè. Cầu xúc lên luôn. Đúng rồi. Cái cầu xúc nào anh em nào mà bỏ cái cầu xúc này ra á thì đầu và đuôi sới còn lại 52 triệu. Mitsubishi MT025.
con đó 47 triệu đó. Còn con Mitsu kia là MTX 15, con đó đầu và đu sới luôn là 32 triệu. 32 triệu. Đúng rồi. Báo cho hết luôn. Có ổ con này mới về nè. Đúng rồi, em chưa rửa anh ơi. Chưa rửa hả? Chưa rửa ráy gì hết. Chưa rửa thì cũng báo giá luôn đi, nổ chưa? Nổ rồi. À bao nhiêu tiền? AT. À, con này cái đầu không á thì để cho anh em 80. SD 3000 AT. 80. 30 có chục bô nha. À có chục bô luôn hả? 38 ngựa đó. Ờ, 38 ngựa luôn. Ô dữ ha, 3000 mà 38 ngựa. 701 là ba mấy nè. Đầu và đuôi sới luôn là 24 triệu nè. 24 triệu. Rất là nhiều anh em từ bữa giờ. Cái dòng ba mấy này nó mắc lắm á chứ mà sao có 24 triệu ta? Nó một cầu anh ơi. À một cầu hả? À. Nhưng mà ba mấy. Dạ. Rồi 7001 là nếu hai cầu là mắc lắm à, 4 mấy triệu ạ? À? 4 mấy 50. Ờ. À. N79. N179 nè. Con này có nó sới là... luôn á là 55 triệu. 55 triệu, nó là Kubota đó. Nó Kubota mấy Kubota. Có sới luôn 55 à. triệu. Còn con này là B17 nha. Shibora B17 nè. Nó bị à. Mất cái miếng lưới bên này nè à. Mất hết miếng. Bán rẻ. Thì thôi con nó giờ luôn. Giờ có đầy đủ hết y dày. Có sới luôn bán 50 à. Tại vì giờ nó lỡ mất miếng lưới mới mất rồi khó. Người ta cứ chê tới chê lui thôi bán rẻ đó. Con B17 này cũng mới về nè. Dàn gầu nó đó hả? Dạ không, B17 cái con gầu đó là gầu của SD 3000. Cái này gầu có không? Cái này nó không có, nó có chân thôi, em tháo chân à, ra. Anh em mà mua thì em tháo ra. À. Cái này đầu về đuôi sới luôn là 62. Đuôi sới đẹp. GT3 này. 627 giờ. GT3. Đó. Con GT3 này đẹp nè. Đầu và đuôi sới luôn là 78 triệu nè. Xi'an 173. Con này có trợ lái luôn nha. Con này có sới luôn 60. 60. Đúng rồi. Con này vỏ chưa có nứt kêu gì ha. Chắc ít giờ lắm đây. 1402 giờ. Tay lái trợ lực nha. Đúng rồi. Tay lái trợ lực luôn. Ủa còn mấy con này, hai con này báo luôn đi. Zenma. Zenma 1301, con này đời này ba máy nha. Nhiều anh em cứ lầm tưởng là Zenma 1003 đời hai máy nó rẻ. À. Con này ba máy nó mắc lắm. À. Nó hơn. Con này đầu và đuôi sới luôn là 40. Chú 40 thôi, giờ bán cho anh em 38 triệu cũng được, bán lại. Mất lại, rất tiếp. Lùa quanh 2 số. Lùa quanh 18 nè, con này ở ngoài thì anh em ngoài Bắc nè, chuộng lắm nè. À, bữa giờ trả rẻ quá bán không nổi. À. Con này 80 triệu đầu và sới luôn là 80. Rồi, ok. Đó. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì hãy gọi cho số điện thoại, số điện thoại đọc lại lên. 0909 259 043. Rồi, xin chào anh em nha.